tin vatican tổng trưởng bộ giáo lý đức tin khẳng định giáo hội không thể phong chức linh mục cho phụ nữ chỉ có người nam mới có thể được lãnh nhận chức tư tế là một sự thật và là một phần của đức tin công giáo và điều này sẽ không bao giờ có thể thay đổi được đó là điều mà đức hồng y luis lararia tân tổng trưởng bộ giáo lý đức tin đã khẳng định trong bài viết của ngài trên tờ quan sát viên Roma hôm 29 tháng 5 vừa qua. Đức Hồng Y viết, ngày càng có những mối lo nghiêm trọng khi chứng kiến ở một số nước vẫn có những tiếng nói nghi ngờ bản chất chung cuộc của giáo huấn này. Nhưng Ngài nhắc rằng, Thánh giáo hoàng Doan Phao Đệ Nhị đã chính thức tuyên bố vào năm 1994 rằng giáo hội không có thẩm quyền để phong chức linh mục cho phụ nữ và phán quyết này được tất cả các tín hữu giáo hội tuân dưỡng một cách chung cuộc. Đức Hồng y Ladaria cho biết một số người tiếp tục đặt vấn đề về tính bất khả ngộ trong lời tuyên bố của Thánh Giáo hoàng Phaolô II, nhưng Đức Hồng y Tăng cử cảnh cáo rằng. Gieo những nghi ngờ này là tạo ra sự nhầm lẫn nghiêm trọng giữa các tín hữu, không chỉ về bí tích truyền chức thánh như một phần của hiến chế thánh thiện của giáo hội, nhưng còn làm cho người ta hoang mang về cách thức và các thẩm quyền huấn giáo, có thể dạy các giáo huấn công giáo một cách không thể sai lầm được. Giáo huấn của giáo hội không thể sai lầm khi được tuyên bố long trọng bởi một công đồng hay bởi một giáo hoàng khi tuyên bố với quyền giáo huấn *Ecclesia* đó là trường hợp của các học thuyết mới và một giáo huấn cũng được công nhận là không thể sai lầm khi đã từng được thẩm quyền giáo huấn địa phương và hoàng vũ của các giám mục loan truyền khắp thế giới trong sự hiệp thông giữa các ngài với nhau và với đức giáo hoàng các giáo huấn công giáo được công bố như thế được tuân dưỡng một cách chung cuộc. và khi trả lời câu hỏi của một phóng viên trong chuyến đi thụy điển vào năm 2016, đức thánh cha Francisco đã khẳng định về khả thể phong chức cho phụ nữ trong giáo hội công giáo. lời cuối cùng rõ ràng đã được đưa ra bởi thánh giáo hoàng gioan Paulo thứ hai và điều này vẫn luôn hiệu lực.